Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh review sản phẩm của Gấu Đôi. Mình là Dũng đây. Mình xin giới thiệu một loại siro cho trẻ biếng ăn, thì nó có tên là Centrum Kit. Thì cái này nó xuất xứ từ Úc. Cái quy cách đóng gói của cái này là một cái lọ to như này, 200 ml. Thì như các bạn cũng đã biết là có khoảng từ 20 đến 40% trẻ em Việt Nam từ 1 đến 6 tuổi mắc các chứng bệnh biếng ăn. Cái này rất là thường xuyên gặp luôn. Thì nó sẽ gây ảnh hưởng đến chỉ số phát triển chiều cao, trí tuệ kém hơn ở trẻ bình thường. Thì cái Centrum Kit này nó là cái vitamin nổi tiếng của Úc. Nó bổ sung lysine, vitamin nhóm B và sắt dành riêng cho trẻ biếng ăn kém thu. Cái này thì được các mẹ rất là tin dùng, review rất là tốt. Cái Centrum Kit này thì nó giúp trẻ phục hồi khả năng hấp thụ, giúp trẻ ăn ngon miệng hơn. Do nó có chứa cái lysine giúp nó hấp thu canxi rất là tốt. Nó tạo collagen để giúp quá trình tạo các mô liên kết của da, xương, sụn, giúp thúc đẩy và phát triển chiều cao, phát triển các men tiêu hóa và kích thích ăn ngon. Với cái trẻ biếng ăn do thiếu lysine thì khi bổ sung lysine, tốc độ tăng cân nó sẽ cao hơn 40% so với tốc độ tăng cân trong giai đoạn không bổ sung. Bên cạnh đó thì các vitamin cũng tham gia vào rất nhiều các quá trình chuyển hóa giúp phát triển cơ thể toàn diện. Vì vậy, Centrum Kit là vitamin hàng đầu của Úc, giúp kích thích trẻ ăn ngon, lớn nhanh và chống suy dinh dưỡng. Thì cái thành phần của nó thì nó toàn tiếng Anh thôi, chủ yếu là các mẹ nhớ là nó là bổ sung lysine, các loại vitamin nhóm B và sắt. Thì cái đối tượng sử dụng của cái này là sao? Đối tượng sử dụng thì gần như nó sử dụng được cho trẻ trẻ em ở mọi lứa tuổi. Đặc biệt nó dành cho trẻ lười ăn và kém hấp thu, những cái bé mà mới ốm dậy này, cần bổ sung dinh dưỡng, bé thấp còi. Đấy, thì dùng cái này rất là tốt luôn. Các bạn mà biếng biếng ăn mà dùng cái này xong rồi ăn ăn kinh khủng luôn. Thì cái hướng dẫn sử dụng cái này như các bạn chú ý nhé, thì cái trẻ em dưới 2 tuổi thì uống 2,5 ml một ngày, ngày chỉ uống một lần thôi. Cái trẻ em trên 2 tuổi uống 5 ml mỗi ngày, có nghĩa là gấp đôi so với trẻ dưới 2 tuổi, và ngày cũng chỉ uống một lần thôi. Thì các bạn lưu ý một chút về cách bảo quản. Thì cái này bảo quản ở nơi khô ráo thoáng mát, nhiệt độ khoảng 25 độ thôi. Với trường hợp bảo quản ở nhiệt độ cao hơn ý, thì cái siro này nó sẽ chuyển từ cái màu đỏ cherry sang cái màu đậm hơn một cái rán ý. Nhưng tuy nhiên là cái chất lượng nó vẫn được đảm bảo như ban đầu, các bạn cứ yên tâm sử dụng. Bởi vì là nhiều người ví dụ như vào mùa hè ấy, thì cái này nó sẽ chuyển sang cái màu đậm hơn thì sợ là thuốc hỏng, nhưng mà không phải, các bạn vẫn dùng bình thường nhé, tránh xa tầm tay của trẻ em. Tuy là nó tốt như vậy nhưng mà cái hiệu quả sử dụng thì nó có thể đa dạng tùy thuộc vào cơ địa của mỗi người. Có trẻ thì hấp thu tốt, có trẻ hấp thu thì kém hơn. Nhưng mà tuy nhiên thì cái loại này là cái loại dùng tốt nhất ở Úc này, được các bác sĩ khuyên dùng, nên các mẹ cứ thử dùng xem. Đa số là dùng là đều có tác dụng rất là tốt. Mình xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bạn.